À, anh có quen với ai làm bên ngân hàng không? Chi vậy? Bảo anh sắp phẫu thuật mắt, em muốn hỏi trước thủ tục để nếu cần bán nhà hay là cầm nhà gì đó. Bán nhà? Sao anh nói lớn quá vậy? Căn của mình có bán không? Thì căn này với căn kia là chung một miếng đất là phải bán chứ. Em bán vậy rồi cả nhà mình ở đâu đi ra đường ở hả? Chỉ cần lấy lại ánh sáng cho Bảo Anh thì cả nhà ra đường ở cũng xứng đáng mà anh. Biết là anh có một bà vợ quá ngây thơ, quá trong trắng, hay là có một bà vợ quá khùng. Em nghĩ sao vậy? Anh khùng hả? Bố làm cái gì mà đi quay lại hoài vậy? Con phân tâm quá nè. Bố ơi, xem trên trần có cái móc sắt nào không? Tao quàng sợi dây, tao sắt cổ cho chết cha luôn đi. Chứ bây giờ tao hỏi mày, cứ ru rú ở trong căn nhà này chừng vài ngày nữa chắc bố mày điên đấy. Bố sao mà lố giờ chưa thấy nó mời ăn cơm tối? Người ta ăn xong rửa chén luôn rồi bố ơi. Nó ăn rồi à? Đúng là cái lũ khốn nạn. Ăn cơm thì phải mời bố mày, mời mày một tiếng chứ. Mất dạy thật. Bố giận cũng đâu có được mời ra ăn đâu, giận chi chó cười. Ý ta không cần ăn. Ý ta bảo đây là nó ăn cơm thì nó phải mở miệng, nó mời người lớn một tiếng, nó như thế nó mới phải đạo chứ. Không, tụi nó có mời con. Mà con nói mệt nó có ra. Chỉ có mình bố bị cạch mặt thôi chứ ai đâu. Tiểu sư mà. Không rồi. Mày hụt với ông hả? Không, chúng đau. Ông xui. Bố, mà con nói bố đây chơi cái bố vui. Lúc nãy tụi nó có định mời, mà mẹ nói mẹ không muốn nhìn mặt bố, đâu ai dám mời đâu. Đây, đây đây, mày thấy không? Mày thấy mẹ mày chưa? Mẹ mày đúng là cái thứ. Mà bố, con thấy vậy, con với bố phải đánh nhanh rút gọn. Chứ nằm mà chờ thời hoài biết tới chừng nào. Mày nói cũng có lý. Bây giờ tao với mày ra ngoài bàn cách nào đó xẻ thịt căn nhà này. Đúng rồi. Đi. Đứa thì mẫu mắt, hai cha con ông này thì đầu xe thịt. Mình mà chậm tay là mất hết. Phải gom một mớ cho vợ chồng mình chứ. Bầu trời xanh trên cao vẫn muôn ngàn sao. Tình nào nào đưa người về bên nhau. Gạo nếp gạo tẻ phần 2, 21 giờ thứ hai đến thứ tư trên Vi Giải Trí.